Suốt nhiều năm nay, hàng vạn hộ dân cả thành thị lẫn nông thôn trong tỉnh phải sống trong cảnh khát nước sạch. Có những nơi, người dân phải canh hứng nước hoặc mua nước với giá cao hơn 5 lần so với quy định. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phải làm mọi cách để tăng tỷ lệ người dân dùng nước sạch và cần giải quyết các khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cấp nước. Xã Túc Trưng, huyện Định Quán. Vài chục năm nay, gia đình bà Sang chỉ dùng nước giếng. Dù giếng đào sâu, nhưng mùa mưa chỉ đủ nước dùng. Còn mùa khô thì giếng lại khô cạn. Để có nước xài, gia đình bà Sang không còn cách nào khác là phải mua nước với giá cao ngất ngưỡng. Và chất lượng thì không thể biết rõ. Nước đó người ta cũng giếng khoan thôi. Giếng khoan của ở gần Thủy Lâm Động á. Rồi người ta cũng không biết là cái nguồn đó có sạch hay không, thì giờ mình không có tiền, không có nước thì mình vẫn đi mua mình xài thôi, chứ còn chẳng biết có sạch hay không thì mua cái nước chỗ đó là một như cái đó là một khối rưỡi hay sao á, và 70 ngàn. Mong muốn là có nước sạch nó về đó, mình xài nó thoải mái hơn, với lại nó an toàn hơn, cái sức khỏe của mình an toàn hơn. Chứ mình mua nước trôi nổi nhiều khi nó có phèn hay cái gì thì mình đâu có biết, nhưng mà giờ mình không có mình phải xài thôi. Tại huyện Định Quán, nguồn nước sinh hoạt thường thiếu vào mùa khô, tập trung tại ba xã gồm Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà. Ngoài ra còn một số ấp vùng sâu xa của các xã như Phú Cường, Suối Nho, Túc Trưng. Do vậy, những xe bồn bơm nước chở bán cho bà con ở vùng này khá đắt hàng vì nhu cầu rất lớn. Điều đáng nói, ngay cả những hộ dân sống gần hệ thống cấp nước tập trung vẫn không có nước dùng và phải mua nước. Những người dân ở ấp Bến Ông 2, xã Phú Cường phải dậy từ 5 giờ sáng hoặc là tranh thủ chiều đi làm về sớm chỉ để canh hứng nước. Nguyên nhân là hệ thống cấp nước tập trung Bến Ông 2 có công suất thiết kế 120 mét khối một ngày đêm để cấp nước cho khoảng 500 hộ dân. Nhưng thực tế khi đưa vào sử dụng, nguồn nước ngầm chỉ đủ cung cấp cho 1/3 số hộ. Mùa nắng thì rất là thiếu. Tôi là cái người ở gần thì được hơn. Còn nếu mà nói cung cấp hết cái người dân ở đây thì không đủ đâu. Bơm nước sẵn vào bồn vậy. Đến khi mà nhân viên họ bật nước lên, họ thông báo mình đấy, thì trữ nước để đây để sinh hoạt. Bức xúc vô cùng, tại trong khi là cái nguồn nước mình xài mình trả bằng tiền mà chị, chứ đâu có phải là miễn phí đâu. Trời trời cọ, mệt lắm. Không chỉ Định Quán, nhiều nơi ở huyện Thống Nhất cũng rơi vào cảnh thiếu nước sạch. Hơn chục năm nay, thị trấn Dầu Dây đã có nước máy. Tuy nhiên, do tình trạng cúp nước liên tục, không có giờ giấc quy định, khiến nhiều gia đình chuyển qua dùng nước giếng đào, thậm chí là khoan giếng trộm. Thì cô thấy cúp hoài vậy đó, gọi điện thì hô đang lên vậy đó. Thì nhà cô không có cái bồn, nhưng mà mỗi lần cúp nước là đi vệ sinh đồ bực bội con kìa. Mùa nào cũng lai rai cũng cúp vậy đó. Có khi cúp 2 tiếng, có khi cúp 3 tiếng, có khi cúp tới tối vậy đó. Trên địa bàn huyện Định Quán có 3 đơn vị cung cấp nước sạch, gồm công ty cổ phần cấp nước Gia Tân, công ty cổ phần cấp nước chi nhánh Tân Định và trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Huyện có đến 31 công trình cấp nước, nhưng nhiều xã vẫn trong tình trạng khát nước sạch vì có đến 12 công trình không hoạt động và đã được Ủy ban Nhân dân huyện cho chủ trương thanh lý. Hơn nữa, đa số các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn đều sử dụng từ nguồn nước ngầm, nên lưu lượng nước hàng năm thường giảm so với năm trước. Bên cạnh đó, các hệ thống xử lý đã được lắp đặt từ lâu với công nghệ lạc hậu, vì vậy chất lượng chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn. Để mà nâng cao cái tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trong thời gian tới theo cái tiêu chí nước sạch nông thôn, thì chúng tôi cũng đã làm việc với các doanh nghiệp để đầu tư mở rộng mạng lưới cho người dân. Đồng thời cũng khuyến cáo là cái sử dụng nước sạch sẽ nâng cái sức khỏe của người dân, để cho người dân có ý thức và cùng với đăng ký đấu nối sử dụng nước đã qua hệ thống xử lý nước sạch theo tiêu chuẩn. Nhà máy nước của công ty cổ phần cấp nước Gia Tân có công suất 20.000 mét khối một ngày đêm. Đơn vị này đang cấp nước cho các vùng nông thôn, chủ yếu là những địa phương chưa có nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân và các khu công nghiệp ở các huyện Cẩm Mỹ, Định Quán, Thống Nhất. Tại Định Quán, đơn vị này đang nhận bàn giao các trạm cấp nước đã xuống cấp và đấu nối nguồn nước máy phục vụ cho người dân ở các xã Phú Cường, Túc Trưng, Phú Túc. Tuy nhiên, việc đấu nối chỉ là tạm thời,
để giải quyết bài toán thiếu nước trầm trọng vào mùa khô của người dân. Còn cái trạm cấp nước thì công ty không sử dụng để đấu nước nguồn nước mặt của công ty và hệ thống đó. Hiện giờ là các hệ thống nó cũng có gọi là không hao cũng gần hết rồi, thì công ty cũng muốn đấu sử dụng tạm trong thời gian chờ để công ty đầu tư một cái hệ thống mới. Lý do là hệ thống đó là thất thoát rất là cao, thì dần thay thế, công ty dần thay thế những cái tiếng ống đó bằng những tiếng ống đảm bảo chất lượng hơn. Tại buổi làm việc mới đây với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh về giải pháp tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo cấp ủy các địa phương phải có kế hoạch giải pháp tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ít nhất bằng chỉ tiêu nghị quyết của tỉnh là đến năm 2025 có 90% dân số thành thị và 85% dân số nông thôn dùng nước sạch. Đồng thời cần giải quyết các khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp cấp nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần phải xem xét lại năng lực của mình. Năng lực của doanh nghiệp phải được phát triển để mà đáp ứng yêu cầu nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước, đặc biệt là các cái đô thị. Giờ khoanh vùng lại, công ty cấp nước Đồng Nai chỉ làm ở khu nào, rồi cái công ty nào đủ sức, đủ năng lực, đủ mạnh, đủ nguồn lực giao mở rộng không gian cho họ làm, đó là dứt khoát. Vì mục tiêu phục vụ nhân dân là cao chứ không phải dành phần cho chỗ này, dành phần cho chỗ kia. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong tháng 7 tới đây, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh phải báo cáo lại Thường trực Tỉnh ủy về chiến lược nước sạch của Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện tại, công ty Gia Tân đã đầu tư 1.000 tỷ đồng cho hệ thống ống truyền tải cả lớn lẫn nhỏ để phục vụ cho 13.000 khách hàng. Tuy nhiên, doanh thu mỗi tháng chỉ khoảng hơn 2 tỷ đồng. Dù vậy, đơn vị này vẫn sẵn sàng đầu tư từ nguồn vốn của chính mình để cùng tỉnh nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch của người dân Đồng Nai. Còn với người dân như bà Sang, bà Thủy hay anh Hoạt, sống ở vùng thiếu nước vào mùa khô thì chỉ mong làm sao có nguồn nước vừa sạch vừa đủ để dùng.